Phi Nhung chưa hồi tỉnh nhưng biết phản ứng lời nói của bác sĩ. Nguồn tin từ bệnh viện Chợ Rẫy cho biết Phi Nhung vẫn đang hôn mê nhưng sức khỏe đã có tiến triển tốt hơn. Ca sĩ Phi Nhung nhiễm COVID-19 hiện được điều trị tích cực tại khu D, bệnh viện Chợ Rẫy, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn tin từ bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ với Vietnamnet, hiện Phi Nhung vẫn hôn mê. Đã ngừng lọc máu để đánh giá, phổi đã khá hơn nhưng cô vẫn phải sử dụng đèn máy trợ thở và lọc máu từ khi mới nhập viện, vẫn chưa được can thiệp đến ECMO. Tối ngày 1 tháng 9, nghệ sĩ Việt Hương cho biết tình hình sức khỏe của Phi Nhung có nhiều tiến triển, cô đã khỏe hơn và có những động tác phản hồi lại lời nói của bác sĩ. Trước 3 ngày trở về Mỹ, Phi Nhung đi kiểm tra và xét nghiệm cho ra kết quả dương tính với COVID-2. Ban đầu cô chỉ cảm nhẹ, rồi dần trở nặng và phải nhập viện. Nữ ca sĩ không muốn mọi người biết vì sự lo lắng, nhưng không ngờ bệnh tình lại diễn biến nặng. Thời gian qua, Phi Nhung tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ bà con nghèo và ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Nữ ca sĩ kêu gọi cùng với tiền tự đóng góp mua máy thở cho các bệnh viện để phục vụ công tác điều trị. Ngoài ra, Phi Nhung tích cực nấu cơm, tặng suất ăn thiện nguyện và phát quà cho những người nghèo ở nhiều nơi. Những hoạt động xã hội được cô thường xuyên chia sẻ và cập nhật trên trang fanpage.